Dừng lại một phút, và đây là ba đôi giày trắng chính hãng thay thế đôi Air Force One trị giá 3 triệu mà mức giá chỉ bằng 1/10 thôi, bảo hành 2 năm nhá. Đôi đầu tiên muốn giới thiệu cho các bác là Monaco, một trong những phiên bản bán được 25.000 lượt bán. Một cái con số, một cái lượt bán mà nói lên chất lượng về đôi giày này. 25.000 người đã tin tưởng, đã mua hàng rồi thì mọi người không cần phải đắn đo gì. Chúng ta lại còn là có một cái phiên bản update nữa, bộ đế cao hơn này. Cái gót giày này nó sẽ cao thêm 1cm nữa, giúp các bạn đi chắc chân hơn, và cũng thay thế cái phần lót giúp đi êm hơn nữa. Giá 430.000 và nếu vào livestream 300.000 tròn. Một đôi giày đáng trải nghiệm. Đôi thứ hai muốn giới thiệu cho mọi người là một cái phiên bản siêu nhẹ. Đây là phiên bản nhẹ nhất và êm nhất của bên nhà Enter Dragon. Một tờ giấy nhá, có thể nâng lên nhá. Đôi giấy bình thường nhá, nâng được đôi giày này lên. Nên là bác nào muốn mua một đôi giày nhẹ và êm, bộ đế cao 4 phân này, khả bên dưới có khả năng chống trơn trượt, có thể tham khảo phiên bản này nhá. Phiên bản này là phiên bản nhẹ, êm, rất đáng trải nghiệm luôn. Có cả họa tiết rồng chạy dọc của đôi giày này nữa. Rất đáng trải nghiệm và mình rất muốn các bạn đi thử lên chân. Bản thứ ba chính là Bạch Tuyết. Đây có lẽ là cái phiên bản có thể thay thế được Air Force One một cách gần gũi nhất. Và bộ đế con này sẽ cao 4 phân nhá, kết hợp với sử dụng da microfiber và cái lưỡi gà của nó khá là dài. Khi lên chân nó cảm giác thể thao, thời trang. Giá đôi này hiện tại bán 420.000 và nếu vào live 310.000 đồng. Và đó là ba đôi giày chính hãng loanh quanh độ 300.000. Mời các bác vào livestream để có thể săn được những đôi giày chính hãng với mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Đặc biệt bảo hành 2 năm, và nếu các bác không ưng hoàn toàn hoàn tiền, không cần lý do. Mời các bác vào live nhá.